nào mình đang trên đường đi ăn tỏi. Mới đẹp không? Cái tòa nhà đẹp không? Hả? Giờ mình với hai mẹ con mình đi ăn tối. Cơm. Ừ, ăn cơm. Đi thôi, ăn cơm. Cơm. Ừ, ăn cơm. Cơm. Ok. Là bộ đi ăn cơm đi con. Đấy nè. Đúng không à? Lifestyle restaurant. Alo. Phía bên ngoài mình thấy một cái siêu thị hải sản. Xin chào nhé. Bếp. À. Thăm quán. Mình đi xem. Quán rất là cute à. Mình order một phần, 1/4 thịt quay Hồng Kông, giá 32 triệu Việt. Must try, tradition must try. Đây là món vịt mình order, 1/4 cái đùi. Bởi vì có mình nên mình ăn à, chồng với con mình không có thích ăn thịt quay. Đây là món thịt sạc chua ngọt, rất là ngon. Đây là món nghèo. Món bánh này rất là ngon các bạn. Hay là từ Việt Nam qua thì nên ghé quán này. Chút nữa mình sẽ gọi cái món đó. Nó nổi tiếng rồi bên này. Yeah. Rất là mát. Bánh này. Bánh rất là ngon, còn dâm đi. Được khen rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món thịt vịt này. Nhiệt độ nó rất là nổi tiếng cái này. Trước khi thưởng thức thì mình sẽ cảm nhận đi thôi.
Ha ha ha.